Kính thưa đại chúng, Tu Đà Hoàn người ta gọi là gì? Là sơ quả thánh, thanh văn đấy, và cũng là người gọi là nhập lưu, tức là vào dòng giác ngộ. Nhập lưu tức là vào dòng, hay cũng gọi là người đi ngược dòng sinh tử, à, ngược dòng sinh tử vào dòng giải thoát. Cho nên cái từ cái Tu Đà Hoàn có nhiều nghĩa, gọi là người đi ngược dòng, nhưng cũng gọi là người vào dòng. Ngược dòng là ngược dòng luân hồi, vào dòng là vào dòng giải thoát, vào dòng thánh. Đấy, bước đầu tiên vào dòng thánh thì đấy là bậc Tu Đà Hoàn. Thì thế nào là tâm của bậc chứng quả Tu Đà Hoàn? Đây đại chúng nghe này, đó là tâm của những người đã cắt đứt ba sợi dây ràng buộc, đó là cắt đứt được thân kiến, thứ hai là hoài nghi, thứ ba là giới cấm thủ. Đấy, ai tu tập mà mình dứt trừ được ba cái tâm này thì mình vào dòng thánh, vào quả Tu Đà Hoàn. Thứ nhất, cắt đứt cái thân kiến nghĩa là thế nào? Thân kiến nghĩa là cái người còn thấy thân này là thật mình, chấp thân này là ta, nghe không? Thân này là của ta, thân này là chính ta. Cho nên tại sao khi mà thầy đi khai thị cho các vong linh, những người mất ấy, thì thường nói cho các vong linh phải biết ra cái thân xác này không phải là của vong linh, thân xác này không phải là chính vong linh, thân này không phải là mình. Vì ngay từ đầu tiên ấy, ngay từ cái mầm mống ban đầu á, nó đã là tinh cha huyết mẹ rồi, cũng chẳng phải của mình, đúng không? Đấy, cái tinh của cha kết hợp với cái trứng của mẹ thành ra cái mầm đầu tiên, thì cái đấy đã là vay của cha mượn của mẹ rồi. Sau đó là uống máu mẹ để lớn lên trong bụng mẹ, toàn là nhờ của mẹ hết, đúng không? Đấy, ở trong đấy mình uống nhờ máu mẹ, lớn lên và mấy cân đấy, xong bao giờ rồi là chật quá là chui ra. Chui ra thì bắt đầu lại uống sữa bên ngoài, cũng là ăn sữa của mẹ, rồi lớn lên có răng có lợi thì bắt đầu là ăn cơm, lại mượn cơm ở bên ngoài ăn, tức là vay mượn tứ đại ở ngoài. Thì có đúng là rồi đến sau này lên được 60-70 cân đi, thì có phải thân này toàn là thân đi mượn không? Đấy, nhưng mà chúng ta thì luôn luôn suy nghĩ thân này là thân tôi, thân này là của tôi, và còn lại đây là tôi nữa chứ. Ai cũng thế đấy. Thầy nói thật là từ vương tướng công hầu cho đến coi như là phàm phu, coi như nông dân, ăn mày ăn xin cũng chấp đây là thân của tôi. Mà tệ hơn là đây là tôi. Đấy, chỉ ngay cái thân này là tôi đây. Nghe không? Ai động vào tôi là chết với tôi. Nghe không? Thấy, chúng ta thấy cái chấp thân này là ta rất nặng. Cho nên chỉ cần dứt được cái chấp thân này là ta, là của ta, là đã một cái việc thắng lợi rất lớn rồi. Thế thì để chấp cái thân này không phải là ta, không phải là của ta, ta phải thế nào? Ta phải hàng ngày thường xuyên quán chiếu tu tập. Thưa đại chúng, không phải dễ đâu. Không dễ đâu. Nhá. Bây giờ thì phân tích thì ta có thể thấy được, nhưng mà cái chấp nó mới là cái khó. Bảo cái thân này là ta, thì cái gì là ta? Cái tóc này là ta thì hàng ngày ta cắt đi thì mất ta à? Đúng không? Mấy chú này này còn để tóc này, tóc dài là phải đem cắt nó đi. Hay như các thầy đến ngày hôm mai là cạo chọc hết cả cái tóc này đi. Thế là cái tóc mà là ta, mà cạo mất tóc đi thì là mất ta rồi. Nhưng sao ta vẫn chưa mất? Vậy hóa ra cái tóc không phải là ta, đúng không? Cái móng tay có phải là ta không? Móng tay cũng không phải là ta. Cắt móng tay hàng ngày, thế thì đáng nhẽ mất ta, như vậy thì móng tay không phải là ta. Tương tự như vậy, đúng không? Cho đến bao nhiêu thứ nữa, thầy vẫn ví dụ đấy, ví dụ cái dạ dày mình hỏng, cắt dạ dày đi, đúng không? Lắp gọi là gì? Vá cái dạ dày mới vào. Cái gan hỏng thay lá gan mình đi, lắp cái gan khác vào. Cái tim hỏng thay cái gan, cái tim mới, thay vào tim mới. Thế lúc ấy thì cái gì là mình? Đấy, răng dụng cái này thay hàm răng mới. Thế là cái răng mới có phải là mình không? Đấy. Mắt hỏng thay mắt giả. Đấy, bây giờ thay mắt giả thì đầy rồi, đúng không? Thay thủy tinh thể đấy. Đại chúng thấy như vậy, lúc trước thì cứ bảo đây là con người của tôi, con người của tôi. Thế đến lúc thay nó đi, thay cái cục thủy tinh giả vào, thì cũng thì lúc ấy có nói là của tôi nữa không? Lúc ấy là cục thủy tinh ở bên ngoài đấy chứ có phải của mình đâu. Đấy, đại chúng thấy không?
Và tương tự thầy tin là khoa học tới đây phát triển, cái gì nó cũng thay được hết. Khoa học phát triển nó thay được hết đấy. Bây giờ nhất là phụ nữ bây giờ muối giả, cằm giả đủ hết, tức là độn vào đây hết, thay hết. Đấy, thế đại chúng chỉ cần quan sát hàng ngày, hàng ngày tư duy quan sát như vậy, sẽ thấy chúng ta thật cái thân bây giờ mình đang gọi là thân của tôi, thân này là chính tôi, hóa ra là ta tưởng lầm. Hóa ra thân này không có cái gì là của mình cả, cũng không cái gì là chính mình cả. Xương sườn gãy thì thay xương sườn mới, chân gãy thì thay chân giả, thay được hết. Thế thì có cái gì là chính mình đâu. Đấy, thưa đại chúng, là mổ phanh mình ra thì tìm xem cái gì là mình không thấy. Đấy, chúng ta phải quan sát thật kỹ nhé. Hóa ra cái mê lầm từ xưa đến nay chúng ta vẫn mê lầm, cứ chấp đây là thân tôi, đây là tôi. Thế lúc chết thẳng cẳng ra mới biết không phải là tôi. Thì lúc ý thì lại là sao? Lúc ý là mất thân rồi. Cho nên nhiều người khi mà rời cái thân này ra, cái là họ rất là tiếc, họ rất sợ. Không thấy cái thân vật chất này họ rất hoảng loạn. Tức là vong linh lúc ý rất hoảng loạn, cuống cuồng lên đi tìm thân. Nha. Đi tìm thân thì lúc ý là chạy nhào lung tung, gặp cảnh nào lao vào cái chỗ đấy, thế là đầu thai theo nghiệp đấy. Gọi là gió nghiệp nó đến là đi đầu thai. Rất sợ. Thế vậy chi bằng ngay lúc ta còn sống, đang có cái thân này đây, chúng ta quan sát tư duy, Phật gọi là chính tư duy, tư duy một cách đúng đắn, sẽ thấy thân này quả thật là thân mượn, vay mượn từ thuở ban đầu, nó đã không phải của mình rồi, toàn là vay thôi. Mượn cha, mượn mẹ, lấy hạt giống ban đầu, rồi sau đó mượn máu mẹ, rồi mượn đủ thứ, phải không? Tụ lại, kết lại thành cái thân này. Thân này không phải là của mình, là đồ vay mượn. Và đặc biệt hơn, nó lại không phải là chính mình. Chúng ta mê lầm một cấp nữa, gọi là đây là chính tôi, cho cái thân này là tôi, mới là nguy hiểm. Nhé. Cho nên người tu Phật phải đi đến cái giác ngộ đầu tiên là giác ngộ thân này không phải là của tôi đã này. Rồi thứ hai là thân này không phải là chính tôi, nó không phải là chính tôi đâu. Đừng lầm tôi với cái thân xác này. Mai mốt tôi chết thì tôi lại có cái thân khác đấy. Thì vậy thân này có phải là tôi đâu. Vậy tôi là cái gì đây này? Nhớ, cho nên ấy, bậc thánh tu Đà Hoàn đầu tiên tu tập cái nấc giác ngộ thứ nhất, phải giác ngộ được thân kiến, tức là không chấp cái thân này là tôi. Đại chúng rõ chưa nào? Nhớ. Đấy, cho nên mấy bác lớn tuổi ở đây này, nghe không? Phải tranh thủ mà quán cái thân này là giả tạm, không phải là chính mình. Đừng bao giờ lầm nó là mình. Lầm nó là mình thì sẽ rất khổ về nó. Nghe không? Đấy, sẽ rất khổ về nó đấy. Nhá. Cho nên cái đầu tiên ấy, cái giác ngộ đầu tiên là giác ngộ thân kiến. Thân kiến tức là kiến chấp về thân, cái thấy về thân của mình. Ai cũng cứ thấy thân này là thật tôi, là của tôi. Bây giờ phải giác ngộ nó không phải là của tôi, nó không phải là thật tôi. Nghe không? Đấy là thân kiến. Là cái đầu tiên của sự giác ngộ. Cái thứ hai, bậc thánh tu Đà Hoàn đó là dứt trừ được tâm hoài nghi. Bậc thánh tu Đà Hoàn không còn tâm nghi ngờ Pháp, nghi ngờ Phật, nghi ngờ Pháp. Nha, không còn tâm hoài nghi, hoàn toàn tin tưởng Đức Phật, tuyệt đối. Thứ hai là tin tưởng chính Pháp của Phật, không có nghi ngờ một cái gì. Và tin nữa là gì? Tin vào chính mình, không có nghi ngờ cái sự giác ngộ của mình. Nghe không? Đấy, bậc thánh tu Hoàn người ta rất tự tin, không còn một chút bảy may nghi ngờ. Cho nên đã vào bậc thánh tu Đà Hoàn, họ không khởi những cái nghi như mình. Chúng ta bây giờ thì hết cái nghi này đến cái nghi khác. Nghe không? Chúng ta hết cái nghi này đến cái nghi khác, nó cứ mờ mờ mịt mịt ý. Cái tâm nghi nó là một trạng thái tâm, là cái tâm đen tối. Wow, nó che mờ cái sáng của trí tuệ. Đấy, cho nên cái nghi này vào bậc thánh tu Đà Hoàn là dứt hết tâm nghi ngờ, không có nghi ngờ, đặc biệt là với Phật, với Pháp, không nghi ngờ. Nha, thưa đại chúng, không còn nghi ngờ gì. Nói cái gì đúng chính Pháp người ta biết ngay và tin ngay, không bao giờ phải lăn tăn gì cả. Đấy, trong nhà Phật thì thường hay gọi là gì? Tín tâm thanh tịnh, tức là lòng tin trong sạch. Bây giờ thầy hỏi thật các quý Phật tử, bảo là tin, con tin Phật, con tin Tam Bảo lắm, thầy ạ. Ấy thế nhưng mà thầy đảm bảo chỉ gặp một hai cái chướng nạn lập tức thối lòng tin ngay.
ồ sao lại thế nhỉ? Nghe không? Sao lại thế nhỉ? Sao mà con đi chùa như thế mà sao con lại gặp cái tai nạn như thế nhỉ? Ồ thế là không tin Phật nữa. Thôi đi theo thánh rồi nha. Nên đến thánh có khi thánh là còn phù hộ cho mình. Phật thì bao la bát ngát thế này không biết. Phật có phù hộ được cho mình không? Nghe không? Đấy, cái lòng tin của mình nó lông nổi như thế đấy thưa đại chúng. Cứ nói con tin Phật lắm, con tin nhân quả lắm. Thế nhưng mà khi mà quả báo nó đến thì không tin nữa, chạy. Thưa đại chúng, cho nên cái lòng tin của mình nó không chắc chắn. Cho nên thưa đại chúng, để đạt được cái lòng tin thanh tịnh, gọi là tín tâm thanh tịnh cũng không phải dễ. Cái này chúng ta phải chăm chỉ học Pháp này, và chăm chỉ thực hành Pháp, nó mới sáng được cái lòng tin này đấy thưa đại chúng. Nha. Nếu chỉ học không mà không thực hành, không có lòng tin thưa đại chúng. Đấy, học không, không thực hành thì người ta lại bảo sao? Lại sinh ra lắm nghi ngờ. Đấy, thưa đại chúng nhá. Học phải thực hành. Thế còn thực hành mà không học thì cũng thế, rất dễ đổ vỡ. Thực hành một thời gian vì không học cho nên không biết đường anh đi, anh thực hành sai, anh thấy nó không đúng, anh lại nghi ngờ, cũng lại đổ vỡ. Cho nên riêng học Phật Pháp là học với hành phải đi đôi với nhau. Phải thực hành thưa đại chúng thì mới có lòng tin chắc thật, thanh tịnh được. Đấy. Thì bậc thánh Tu Đà Hoàn là người ta đã dứt hẳn những cái nghi ngờ, người ta có lòng tin thanh tịnh vào chính Pháp, lòng tin thanh tịnh vào Tam Bảo, không có nghi ngờ một cái gì cả. Đấy thưa đại chúng nhá. Cũng giống như ở đây thầy nói ví dụ như ngài A-nan đấy. Đấy, thầy kể cái câu chuyện khi mà cái ngoài đạo nó vu khống cho Đức Phật ấy, nó muốn nói xấu Đức Phật. Thì, có cái cô bé này cô mang thai, thế thì nó đến hỏi Phật là cô bé này tới đây là sẽ là sinh ra con trai hay con gái. Thế thì Phật bảo cô này á, là sinh con trai, hồi ý là không có máy siêu âm, không biết được, cho nên là nói thế nào biết thế. Thế thì ngoài đạo nó về, nó mới làm sao, nó đánh thuốc độc cô bé lại chết. Chết rồi thì làm sao mà còn gọi là sinh cái con gì được nữa, đúng không? Và khi cô bé chết, nó mới tung tin ở đấy, ông Cổ Đàm, ông Phật Thích Ca nói sai, nói điêu rồi. Ông bảo cô này sinh con trai, giờ cô chết thẳng cẳng ra đây rồi, còn sinh cái gì? Thế và họ mới chất cái đống củi lên để ở Ấn Độ ngày xưa là người ta phải thiêu. Thế thì khi mà nó mang cái xác cô này lên thiêu, thì Đức Phật đi đến. Thì nhân cái lúc đấy thì cái ngoài đạo nó lại càng tung tin bảo đấy, bây giờ ông Cổ Đàm vẫn còn vác mặt đến đây mà xem à. Ông nói, ông bảo là cô này sinh con trai. Nhá, cô này sinh con trai mà giờ con chết rồi, giờ tôi đem thiêu đây còn sinh cái gì? Đại chúng, ông rất là xảo trá, phỉ báng Phật. Thế Đức Phật ngồi ở trên cái tòa, khi mà các đệ tử xếp được ngài tòa xong, ngài mới bảo thế này: A Nan, ông hãy đi vào trong đống lửa kia đón đứa bé ra cho ta. Thế thì thưa đại chúng, khi mà cái giàn hỏa nó bùng cháy, nó thiêu cô này cháy, thì cái bụng của cô nó mới nứt ra, nó mới lổ, thấy không? Lổ một cái thì bật ra một đứa bé con trai. Đấy. Thế và A Nan ấy, Phật bảo ông vào, ông bế đứa bé ra. Thế thì mấy thằng ngoại đạo bảo ông đừng có dại ngu thế, ông Cổ Đàm xui vào đấy là nó cháy ông ngay đấy. A Nan nó bảo là nếu Đức Phật bảo ta nhảy xuống biển ta cũng nhảy, nhảy xuống vực sâu ta cũng nhảy, huống hồ đi vào cái đám lửa này có gì. Đối Phật là ta có lòng tin thanh tịnh, không có nghi ngờ. Thế là A Nan vâng lời Phật, cứ thế đi vào trong đống lửa cháy, mà đi vào lửa hoàn toàn không cháy, và bế đứa bé ra khóc oa oa. Đấy, và Phật mới nói vì ngoại đạo hỏi ta là cô gái này sinh con trai hay con gái, ta nói là sinh con trai, thì bây giờ đây đúng là con trai chưa? Đấy. Ta không, vì các ngươi không hỏi ta cô gái này là chết hay là sống như thế nào, hỏi là cô sinh con trai không, thì đây chính là con trai đây. Đấy thưa đại chúng. Và lúc ý thì lúc ý ngoài đạo tất cả là lui hết, mới thấy là mình thật sự là mình là ác tâm đối Phật, và mình đã bị hoàn toàn là thua. Đấy thưa đại chúng. Thế ở đây thầy mới nói để nói ngài A Nan tin Phật đến nỗi tâm thanh tịnh như thế, không nghi ngờ một mảy may, không có một mảy may nghi ngờ gì Phật cả. Đó, thì làm sao chúng ta tu tập để sau này có lòng tin với Phật, lòng tin với chánh pháp cũng như thế. Đấy gọi là tín tâm thanh tịnh, không có nghi.
dứt được những cái nghi như vậy rồi, ta mới có thể gọi là bước vào thánh quả Tu Đà Hoàn. Nhớ. Cái thứ ba nữa là bậc thánh Tu Đà Hoàn là gì? Đã dứt trừ giới cấm thủ. Tức là các ngài không còn mắc vào những cái giới cấm thủ nữa. Giới cấm thủ tức là gì? Là họ chấp trước những cái giới cấm không đúng, không đúng pháp. Ví dụ như là ở bên Ấn Độ nó có cái đạo Ni Kiền Tử, tức là họ phải cởi trần chuồng. Họ bảo cởi trần chuồng như thế mới là giải thoát, không dính mắc một cái gì ở đời này. Chúng ta còn mặc áo một quần như thế này là vẫn chưa giải thoát. Hiểu không? Nên nó chấp trước là ăn cởi trần chuồng hết đấy. Đấy, hôm trước thầy cho các sư ông người, mọi người đi sang Ấn Độ, đúng là nhìn thấy thật. Có những cái đạo sĩ họ tồng nhồng như thế hết, không mặc một cái gì hết. Họ cứ đi bình thường đấy. Thế nhưng dân Ấn Độ ông quen rồi. À, thế họ chấp, họ cho rằng là tức là giải thoát, nghĩa là mình không còn một cái gì dính mắc ở người mình cả, quần áo cũng không cần mặc nữa, đi như con trâu con bò bình thường đấy. Đấy thưa đại chúng, đấy nó chấp trước, nó bảo rét nó cũng không mặc quần áo. Đấy thưa đại chúng, thì đấy là những cái giới cấm thủ. Hay là họ chấp rằng là phải ăn phân bò thì mới đắc đạo, thì nó chuyên ăn phân bò đấy. Hay là nó chấp là phải ngủ trên trông, tức là làm cái giàn trông này xong tối phải lên đấy ngủ trên cái giàn trông ấy, thì hành khổ thân xác như thế mới đắc đạo, nó cũng làm. Đấy, người dân Ấn họ nhiều cái đạo kỳ lạ lắm thưa đại chúng, chấp trước rất nhiều thứ. Đấy, hay là họ chấp trước là phải bịt mắt thì mới đắc đạo, nghĩa là họ ngồi tu là phải bịt mắt. Đấy, nhiều thưa đại chúng nhé. Hiện nay ở Việt Nam mình cũng, trước đây là thầy nhớ là có cái đạo của ông Nguyễn Văn Ti ra đấy, cũng thế, cũng dạy mọi người là mọi người về là mang hết của cải vứt đi, xong rồi cởi quần cởi áo, xong rồi là nhảy múa. Đấy, thế là giải thoát đấy. Nó dạy nhau như thế, nó nhiều thứ lắm. Thế hay họ chấp trước bảo là cái đồ mà thắp hương là không ăn được, ăn vào là bị ngu si. Thế họ cũng chấp trước như thế. Đấy. Hay là thờ phải thờ bát hương bằng đồng, thờ bát hương bằng sứ là không được, ví dụ thế. Nó nhiều cái tà kiến vô cùng. Đấy. Nhớ thưa đại chúng, nó rất rất nhiều cái giới cấm mà sai lầm. Nghe không? Cho nên đại chúng sau này chúng ta học Phật ta mới được thấy thoát được rất nhiều thứ. Nghe không? Không học Phật mà đi vào cái đạo nào, nhóm nào, nhiều khi họ đưa ra những cái cấm đoán rất là vô lý. Nghe không? Cấm đoán rất vô lý. Mà mình không biết thì là mình cứ phải theo thôi. Rất là khổ. Nghe không? Đấy, thì cái này gọi là giới cấm thủ. Người nào đã xa lìa tất cả giới cấm thủ, biết được đâu là những giới chân chính giúp cho mình giác ngộ giải thoát. Đấy, ví dụ thầy nói Phật tử tại gia, năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối láo, không nghiện ngập. Năm giới ấy là chân chính sẽ giúp cho mình đi đến giác ngộ, giải thoát từng bước, không phải giữ cái giới cấm gì khác. Nhá. Đấy, có những cái đạo là nó bắt phải đẻ tóc, không bao giờ được cắt tóc. Đó. Không bao giờ cắt tóc đấy, cho nên đại chúng thỉnh thoảng vào miền Nam thầy vẫn thấy những cái đạo này. Có những vị họ đẻ tóc hàng mấy chục năm, nó búi nó thành kén ở trên này rồi. Đấy, họ chấp là họ cắt tóc là không được, cắt tóc là không đắc đạo. Đấy, họ chấp trước như vậy, rất khổ, mà đeo cả một cái đống tóc này nặng phải đến mười mấy cân ở trên đầu, rất là khổ chứ có sung sướng gì đâu. Nhưng mà họ nghĩ là đẻ tóc như thế là mình sẽ đắc đạo. Đấy, thế thưa đại chúng, đấy là những cái chấp trước vô cùng. Đấy, cái tà kiến, giới cấm thủ, Phật gọi là giới cấm thủ. Thế chúng ta bây giờ chúng ta hiểu rồi, à Phật dạy không sát sinh, để mình không có oán kết với chúng sinh, không làm tổn hại sinh mạng chúng sinh. Wow, mình tăng trưởng được lòng từ bi. Thế đấy là mình được, cái đầu tiên để cho tâm mình nó được thanh thản. Không ăn trộm ăn cắp, vì tài sản của người với tài sản của mình nó giống như nhau, người ta đều chân quý như nhau, là mồ hôi, nước mắt, là xương máu của người ta. Mình không làm khổ cho người, không trộm cắp, không tà dâm phá vỡ hạnh phúc gia đình của người. Nghe không? Mình không muốn ai phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình thì mình cũng không phá vỡ hạnh phúc gia đình của ai. Không dối láo lừa gạt mọi người. À, mình sống chân thành, chân thật với mọi người, mình sẽ được an vui. Và không nghiện ngập, mình được đầu óc sáng suốt. Chỉ cần năm cái giới này mình tu tập căn bản thôi thầy nói. Cho nên cư sĩ tại gia nếu tu tập chân thật cũng rất nhiều người có thể vào được quả Tu Đà Hoàn, chứ không phải không đâu. Chỉ cư sĩ tại gia chỉ không vào được thánh quả A-la-hán thôi. Nghe không? Khi chứng thánh quả A-la-hán thì người này bắt buộc phải xuất gia, hoặc người này phải nhập niết bàn. Đấy. Đấy là cái nhân duyên. Vì cái hình tướng của người cư sĩ tại gia nó không đủ sức chứa cái đức của bậc thánh A-la-hán giải thoát. Đó. Thưa đại chúng nhé.
Thế chứ có phải là người tại gia không chứng thánh quả đâu, chứng thánh quả bình thường. Người tại gia có thể chứng đến 8 quả A-na-hàm bình thường. Đó, thưa đại chúng. Thế thì ở chỗ này ấy, để Thầy nói là đấy là giới cấm thủ. Chúng ta tu Phật chúng ta thấy rất nhàn, nói năm giới thế thôi chứ cũng không phải là khó, đúng không? Ta không ăn, không sát sinh, và đặc biệt thôi thì Thầy nói là hạn chế sát sinh tối đa nhé. Những con, đặc biệt những con vật lớn, và nhất là người, là ta không được sát sinh. Không trộm cắp thì đương nhiên rồi, là Phật tử mà còn trộm cắp là không xứng là Phật tử đâu, phải sám hối đấy nhé. Không đi ngoại tình đấy. Những cái này là chúng ta là người người đạo, có đạo đức trong xã hội đã phải giữ rồi, chứ đừng nói là Phật tử. Đạo đức xã hội người ta cũng lên án cái người đi ngoại tình rồi nhé. Rồi người lừa dối mọi người cũng không được. Mình đã là cái người có đạo đức là người ta đã biết ăn nói ngay thẳng rồi. Huống hồ mình là con Phật thì mình phải nói lời chân thật, phải sống chân thật và không bê tha nghiện ngập. Đấy, thì thưa đại chúng, năm giới không phải là khó, mà đấy là chính giới để cho mình đi đến giải thoát đấy. Chứ còn mình suốt ngày mình nằm hay là suốt ngày mình phải cởi trần chuồng ra cũng có phải giải thoát đâu. Hay là suốt ngày mình phải phơi nắng. Bên đạo ngoài đạo nó có những cái đạo là phải phơi nắng, đúng giờ nắng nhất là phải ra ngoài trời phơi nắng thì mới chóng giải thoát, chóng đắc đạo. Hay là hàng ngày phải lườm mặt trời. Đấy, nó có những cái đạo là cứ ngồi lượn đứng lườm mặt trời thôi, và như thế mình sẽ luyện được hỏa quang tam muội rồi để giải thoát. Nó nhiều trò lắm, nhưng mà nó rất là khổ, đúng không? Hay là đạo đứng một chân, họ chỉ treo lên họ đứng một chân thôi, thế họ nghĩ như thế thì sẽ chóng đắc đạo. Thế là toàn những cái tà kiến. Đại chúng hiểu không nào? Thì chúng ta đã biết rồi, nào, không phải đạo đức chân chính không thể đi đến giải thoát nhé. Tu tập đạo đức chân chính, à, năm giới đó là đức căn bản, rồi sau đó đối với như các thầy giữ các giới thêm lên, à, để giúp cho mình được thanh tịnh về ba nghiệp thân khẩu ý, đi đến đắc đạo giải thoát đó. Thế thì thưa đại chúng, các bậc thánh tu đà hoàn là giải quyết được thân kiến này, rồi nghi ngờ và giới cấm thủ nhé. Cái này ấy, chúng ta tinh tấn tu tập mà như pháp chúng ta vẫn có thể đạt được đó. Loài tướng tâm này đã vượt khỏi trì độn, đã bước vào dòng tiến hóa. Những người mà thực hành được cái này là đã người bước vào dòng tiến hóa, đã thật sự có tu tập, đã có đức tin chân chính vào con đường và giáo pháp diệt khổ của Đức Thế Tôn. Thưa đại vương, bậc thánh tu đà hoàn chỉ có tái sinh làm người trong 7 kiếp nữa thôi, người ấy sẽ chứng quả giải thoát nha. Bậc thánh tu đà hoàn dù có đầu thai vào thế giới nào, vào cảnh giới nào, người ta cũng không bao giờ trở thành người xấu ác được. Hay vậy đấy thưa đại chúng. Cái bậc thánh tu đà hoàn đã chứng quả sơ quả tu đà hoàn, người này vẫn còn đầu thai, nhưng đầu thai làm người 7 kiếp, nhưng mà có dù sinh vào hoàn cảnh nào, ví dụ người ta sinh vào cái nhà rất nghèo khổ thì họ cũng không bao giờ xấu, họ không bao giờ đi ăn cắp, không bao giờ dám đi ăn trộm. Hay họ sinh vào đúng cái chỗ mà cái vùng dân toàn là bọn cướp thì họ cũng không dám đi ăn cướp. Nghe không? Họ vẫn là người lành thiện. Đấy, cái đặc biệt của người này. Đại chúng hiểu không? Thầy xin dừng ở đây, kính chúc đại chúng tinh tấn và mau thành tựu được vô thượng chính đẳng chính giác. A Di Đà Phật.